Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình mở trứng. Xì, quá trời luôn. Đếm thử coi, bây giờ mình đếm thử coi mình có bao nhiêu quả trứng nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ở một vỉ ở trên và một vỉ ở dưới cũng có 9 quả là 18 quả. Bây giờ mình mở quả đầu tiên là Frozen. Quả trứng Frozen. Mà mở nha, coi coi cái gì ở trong nha các bạn. Wow, đây có một cái đồ chơi. Lật một chút xíu nữa mình sẽ quay lại mình mở trò đồ chơi nha. Và một cái bánh nha các bạn. Bỏ nó qua một bên. Bây giờ mình mở quả thứ hai. Quả thứ hai là Disney Princess. Coi cái gì ở trong đây nha. Ồ. This one the Disney Princess toy, the mirror. Cái này là cái kiến. Và một cái bánh. Và một cái kẹt. Cái này là cái hình của công chúa. Bây giờ mở cái trứng thứ ba. Trứng này là trứng Star Wars. Có gì ở trong đây? Ở trong trứng Star Wars có gì nha các bạn? Ồ, một cái móc chìa khóa và một gói bánh. Mở trứng thứ tư nha các bạn. Trứng này là Winnie Pooh. Winnie Pooh, coi Winnie Pooh có gì trong Winnie Pooh nha các bạn. Oh, this one got one. Cục gom có hình Winnie Pooh và một gói bánh và một hình, một tấm hình. Mở cái trứng này là trứng xe Lightning McQueen. Rồi còn cái gì ở trong đây? Trong đây có gì? Trong trứng này có gì? Có một cái hình 3D của xe và một tấm hình xe luôn. Cái này là một bộ sưu tập xe Lightning McQueen. Một cái bánh. Giờ mở đến cái trứng Winnie Pooh. Rồi, Winnie Pooh. Cái trứng Winnie Pooh nữa. Gói bánh. Một quanh. Cái này là một móc chìa khóa nha các bạn. Chìa khóa hình con cọp. Đẹp quá. Nãy giờ mình thích nhất là cái này. Và đây là bộ sưu tập của Winnie Pooh. Có một cái hình. Hình này là hình con. Hình con heo. Mở trứng. Đến cái trứng Minnie Mouse.
Rồi, Minnie Mouse có gì trong Minnie Mouse? Một hình 3D. Một gói bánh. Và tấm hình Minnie Mouse. Đây là bộ sưu tập Minnie Mouse. Bây giờ mở đến trứng Disneyland. Rồi, Disneyland có gì trong Disneyland nha? Có một gói bánh, một hình máy bay và một cạc hình máy bay 3D, một cạc 3D. Đây là bộ sưu tập bây giờ đến một cái trứng này là Disney Princess. Disney Princess có gì trong Disney Princess nha? Có một gói bánh, một cái kiến hình Princess và một tấm hình đây là bộ sưu tập. Hết rồi, hết một vỉ trên rồi, bây giờ đây mình mở đến vỉ dưới nha. Cái này là mới, trứng này mới Scooby-Doo. Wow, trứng màu xanh, nãy giờ mới có trứng màu xanh nha các bạn. Mình coi trong Scooby-Doo có gì nha. Cái này là một dây để móc vô điện thoại, đeo trên cổ. Và một gói kẹo. Một tấm hình. Trong bộ tấm hình này, trong bộ sưu tập. Đây, bộ sưu tập của Scooby-Doo đây các bạn. Rồi, bây giờ mình mở đến trứng để coi nha. Mình mở đến trứng Winnie Pooh nữa nha. Nãy giờ mình mở Winnie Pooh nhiều rồi. Rồi, có cái gì mới không nha? Một gói bánh, một tấm hình trong bộ sưu tập và một cái móc chìa khóa. Bộ sưu tập của Winnie Pooh. Bây giờ mình mở đến Minnie Mouse. Rồi, Minnie Mouse. Rồi, trong Minnie Mouse có một gói bánh nè. Cái này là để trong cái đồ chuốt bút chì, gắn vô cái đồ chuốt gắn vô cái cây bút chì. Đây là cục gơm. Và một hình
trong bộ sưu tập của Minnie Mouse. Đây. Bây giờ mình mở đến Lightning McQueen, Disney car Lightning McQueen. Rồi, cái gì ở trong đây nha. Rồi, mở ra coi có gì trong đây. Có một bịch bánh nữa. Và một cục gơm gắn vô đầu bút chì. Có hình xe Lightning McQueen. Và một tấm hình quanh lúc like. Đây. Bây giờ mình mở đến gì đây để coi nha. Cái này đi. Disney Princess, công chúa. Mở công chúa. Rồi. Rồi, một gói bánh. Ô, một cái kiến công chúa nữa nha các bạn. Và một tấm hình công chúa. Và một đây là hình bộ trong bộ sưu tập công chúa. Bây giờ mình mở đến trứng Frozen nha. Rồi, Frozen. Wow. Cái này mới hả các bạn. Ồ, cái này là để gắn vô cái móc này là để gắn vô điện thoại nha các bạn. Hình Frozen. Và một gói bánh tiếp theo. Và một tấm hình. Đây trong bộ sưu tập của Frozen. Rồi mình mở đến trứng. Một cam này là trứng của máy bay Disney Plane. Gói bánh. Hình móc điện thoại hay là móc chìa khóa cũng được nha các bạn. Có hình máy bay. Sắp hết rồi, chỉ còn hai trứng thôi. Bây giờ mình mở trứng Winnie Pooh. Sắp hết rồi, trứng màu vàng Winnie Pooh. Cầu Winnie Pooh. Trong Winnie Pooh có gì nha. Một gói bánh. Cái này là cái trụ quay á các bạn. Cái trụ để quay á. Một tấm hình. Dạ, này là bộ sưu tập Winnie Pooh. Trứng cuối cùng màu đen, trứng Star Wars. Trứng cuối cùng, hồi hộp quá. Mở ra coi trong đây có gì nha.
ra coi có cái gì bất ngờ không. Ồ, một gói bánh, lại một gói bánh. Yeah. Ồ, và một cái móc này để móc vô điện thoại. Một tấm hình Star Wars. Đây, bộ sưu tập. Ôi. Đây là tất cả những gì nãy giờ chúng ta mở 18 cái trứng nha bạn, nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Hy vọng các bạn vui vẻ. Cảm ơn các bạn.